Chưa năm nào số trẻ bị ngộ độc trì do dùng thuốc cam lại tăng vọt như năm nay. Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 130 trường hợp đến khám vì ngộ độc trì, trong đó 93% là trẻ nhỏ. Viện Hóa học đã kiểm tra 500 mẫu sản phẩm thuốc cam và bệnh phẩm, trong đó 200 mẫu cả sản phẩm và mẫu máu do Bệnh viện Bạch Mai gửi, còn lại do người dân tự đến gửi mẫu. Kết quả là 98 trên 100 mẫu có hàm lượng trì cao. Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai thì chưa bao giờ trung tâm phải điều trị cùng lúc cho nhiều bệnh nhân nhi bị ngộ độc trì đến như vậy. Dù đã dành riêng một phòng điều trị nhưng có những đợt vẫn phải nằm ghép 2 đến 3 trẻ một giường. Trước tình trạng báo động nêu trên, Bộ Y tế đã họp bàn khẩn cấp và đưa ra những khuyến cáo đối với người dân về việc không nên sử dụng và mua thuốc cam trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đặc biệt không được sự cấp phép của Bộ Y tế. Như vậy có thể thấy, thuốc cam đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Điều này khiến dư luận hoang mang, mất lòng tin vào thuốc đông y nói chung và thuốc cam nói riêng. Tuy vậy, không phải tất cả các loại thuốc cam đều nhiễm độc trì. Trong khâu sản xuất thuốc cam thì dược liệu là một nhân tố quan trọng. Khi mua dược liệu, chúng tôi phải mua đảm bảo an toàn, chất lượng. Và khi mà sản xuất thì chúng tôi sản xuất theo một cái dây chuyền khép kín, tức là từ khi khâu rửa đến khâu chế biến, bào chế và xay ra thành thuốc, và khi đóng vào những cái gói thuốc là phải vệ sinh an toàn tuyệt đối. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Tùng Lộc với thương hiệu thuốc cam hàng bạc gia truyền đã có lịch sử lâu đời, đã chứng tỏ chất lượng, uy tín của mình trên thị trường thuốc đông y. Điều đó được chứng tỏ bởi sự tin tưởng của khách hàng đối với sản phẩm thuốc cam hàng bạc suốt thời gian qua. Tôi biết đến cái thuốc cam Tùng Lộc này từ những năm 2000. Anh em bạn bè thì gửi, đầu tiên là gửi nhờ mua giúp. Ngay sau đó tôi có cháu thứ hai thì gia đình cũng dùng. Bây giờ cái xu hướng hàng giả, hàng thật thì cũng nhiều. Không phải cứ cái thuốc đâu. Thế nhưng mà gia đình tôi dùng ở đây nhiều rồi thì tôi cứ đến đây tôi mua thôi. Để tránh tình trạng nhiễm độc cho trẻ khi sử dụng các loại thuốc đông y, các bậc phụ huynh cần lưu ý, cần có sự tư vấn kỹ lưỡng của các chuyên gia. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng cần lưu ý mua thuốc tại những cơ sở bán thuốc đông y uy tín được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Các phụ huynh dùng cho các cháu thì nên lưu ý là chọn những thuốc cam có mẫu mã hẳn hoi. Đấy, có mẫu mã và có thương hiệu, có cửa hàng bán thuốc được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Thì lúc ý hãy nên lựa chọn và dùng cho các cháu. Về liều lượng sử dụng thì trẻ em có thể từ 2 tháng đến 3 tháng đã có thể dùng được, và cho đến người già kém ăn mất ngủ đều sử dụng được.